Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Uầy, tiếp tục né, 103 bạn. Ôi giời ơi, tiên thủ cấp 15 mà khác nó cứ phải gọi là khác bọt anh em ạ. Hiệu lực tăng ầm ầm luôn. Ôi vãi, 271 vạn luôn này. Ôi giời ơi anh em ơi, thấy không? Thêm một món nữa tăng tận 384,46 vạn hiệu lực và tất cả các chỉ số tăng khủng khiếp luôn bởi vì tăng tận 10 level anh em ạ. Hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ phải up cái tiên thủ của mình lên cấp 15 rồi, để xem lên cấp 15 thì tỷ lệ nó như thế nào anh em ơi. Nhưng mà trước hết thì mình phải chọn một số những cái phần thưởng ở đây cái đã. Gói siêu hời này, nhận luôn, xem còn gói gì sắp hết hạn không, thẻ tháng thì vẫn còn. Thẻ chọn đời cứ là ok. Rồi đấy, tạm tạm anh em ơi, tiên duyên rồi này. Tiên duyên thì còn 9 tiếng nữa thôi, là nó sẽ reset anh em nhé. Hôm qua thì mình cũng vã thì một cái gói rồi. Đấy, nhiều phần thưởng phết, khá cái đáng ngũ sắc để có thể là nâng cấp. Ok, xem một số những cái hoạt động khác nào. Hôm nay thì có đây, cái gì đây? 129k trong 7 ngày thì được 3k5 tiên ngọc á. Thế thì hơi lỗ anh em ạ. Bởi vì ở đây mình đã có cái quỹ tu vi tiên duyên đây này. 379k mà nhân lên được tận mấy chục k tiên ngọc đây này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4. 26k tiên ngọc mà 379k ấy, dở hơi đâu mà lấy 129k đổi lấy 3.500 tiên ngọc anh em. Chứ anh em nào mà thừa tiền thôi thì cứ nạp mắc pinh luôn cho mình. Nó vẫn cứ là ok anh em nha. Rồi. À không, nhưng mà gói đấy thì trong một tuần thì mình sẽ nhận được. Còn cái gói quỹ tu vi kia thì chả biết bao giờ, vì là mình cần phải đạt những cái cột mốc nhất định của nó mà cần thời gian lâu phết ấy. Thì thực ra là anh em nào cần gấp thì vẫn có thể nạp được, chứ không đến nỗi là tệ quá. Cái gì đây? Rồi bây giờ mình lại chỉ cần tịnh bình thủy thôi. Để giảm đi. À, giảm 30 phút. Còn 129 tịnh bình thủy nữa thôi. Cố lên, qua xếp hạng xem được cái gì đây, hạng đội 38 à. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Hạng hơi thấp. Ôi nhưng mà không sao. Thế thôi anh em ạ. Cào quá lại anh em này. Bất ngờ. Cứ chơi cái này đi. Đấy, đến hôm nay thì nó lại không cho gian tịnh bình thủy. À hôm nay thì mình sẽ có thể lựa chọn thêm được một em ứng long nữa anh em nhá. Ngon lành cành đào đấy. Full spike luôn. Reset tí xem được giam gì không. Một phát, hai phát. Ủa hay, hôm nay mình lụm hai em ứng long này anh em này. Anh em nhìn đi. Một phát. Ui dồi ôi, không có dòng gì ngon cả anh em ạ. Thêm phát nữa. Ừ cái gì đấy. Nhưng mà nó lại là cáo anh em ơi. Bực thế nhỉ. Rồi, lại không xe. Luân hồi điện thì biến hóa thần thông 60 lần. À, ở đây mình 59 lần rồi. Và gọi là miễn phí vài cái nữa là được này. Thần thông 1. Ngon ngay. 2. Ok. Rồi. Nhận thưởng, nhận thưởng thôi. Nốt cái vòng này là được. Đấy, còn lại thì sẽ tích lũy lại chơi vòng sau anh em ơi. 16k phù thiên diễn để chơi sự kiện lần sau nha. Thêm một cái giải thi pháp nữa là tuyệt vời. Mình sẽ có cái giải thi pháp bậc 2 sẽ cực kỳ ổn luôn. Trời ơi, đây rồi, ứng long của mình. Cố lên nào, túi căn khôn, nhận thưởng luôn. Thêm một ứng long. Không biết là dòng gì đây, hồi hộp quá anh em ơi. Ừ, nhầm. Cường hóa linh thú này. Ôi nhưng mà cũng chỉ bằng cái này thôi. À mình sẽ nuốt cái con này đi anh em ơi. Nuốt kiểu này nha. Ôi vãi. Nói chung là cũng phế vật anh em ạ. Thôi cái này thì nuốt thôi, biết làm sao bây giờ. Đấy. Lên ngay. Suy yếu linh thú lên level 7 luôn này anh em ơi. Nghe vẻ là cũng ổn áp đấy. Hợp con nhà bà Lý luôn. 144 lên 110% công. Siêu linh thú level 7 rồi. Được quá nhờ, để giảm bọn nó bao nhiêu, 52,5%. Tạm ổn. À hình như hôm nay là có cái vận may liên quan đến thần thông này anh em này. Thế thì cũng được đấy. Phúc địa. À 1.400. Đấy anh em thấy không, mình bảo anh em là ở trong cái phần đào này kiểu gì chả đào được tầm 1.000 đào, hơn 1.000 đào. Nhiều anh em cứ bảo là xưa phải chết thì mới được 1.000 đào. Nhưng hôm nay đây này mình được 1.400 đào này anh em này. 20 tịnh bình thủy luôn nhá, chứ không phải là ít luôn anh em ơi. Tự động thuê luôn này. Xem nào.
Đấy, trạng thái yếu rồi. Thôi thì cho nốt cái này đi. Đấy, cũng được. Chắc nốt tên này là nó yếu đuối lắm rồi anh em ơi. Mình không thể nào chơi được. Nhưng mà mình chơi từ dồi dào xuống yếu phát là được 1.004 đảo luôn. Vãi thật chứ. Biến hóa thần thông 7 lần à. Ơi, thế thì làm luôn đi. Biết đâu hôm nay may mắn nó lại ra cái gì đó ngon ngon trong một thần thông thì sao. Cho x10 luôn. Nâng cấp phát lên luôn. Cái này thì đột phá được này. Còn gì đâu. Cái này tương tự. Đột phá được. Tầng này. À, có hai cái phẩm lục. Cái này nữa. Ok này. Một cái phẩm lục nữa. Trời, không có thêm cái đồ giám nào anh em ạ. Xả đao thôi, xả đao thôi. Ôi, chưa lên tiên thụ. Chưa lên tiên thụ 15 thì chưa xả anh em nhá. Còn 8 tiếng nữa, 108 tỉnh bình thủy. Giờ kiếm đâu ra bây giờ đây. Ở trong gói này, gói siêu hời, gói tùy chọn. Đây. Vã thôi anh em ơi. Vã thôi, vã thôi. Ok, thế là được 70 rồi này. 70 tỉnh bình thủy vẫn còn 38 tỉnh bình thủy nữa cơ. Chắc là phải chơi cái vận may này thôi chứ nhờ anh em nhờ. 5 này. Ở đây là có 7 lần rồi. Thôi x1 vậy. Tịnh bình thủy đi. Wow. Ôi, 3 này này. Cứ tịnh bình thủy nhiều vào. 6 này. Hay lắm. 9 luôn này. Ui. Chưa bao giờ lại thấy cần tịnh bình thủy đến như lúc này anh em ạ. Ui. Tịnh bình thủy bắt nữa đi. Ui. Thốn nhé. Ui giời ơi, phát cuối. Trong này thì sao đây, tiên hữu. Có tịnh bình thủy không nào? Ui giời ơi, không có anh em ơi. 6 bình, thế là còn 31 bình này. À, trong này anh em ơi. Âm 48, 33 trên 14 là vẫn còn 11 ông nữa phải trả giá nốt đây cái. Nhiệm vụ bang. Nhận luôn 2 tịnh bình thủy này. Tiệm bang. Tiệm bang thì mua được có mỗi phát. Căng nha. À, diệt yêu tà. Diệt yêu tà bày trận. Khả năng là diệt yêu tà cũng có đấy. Ra trận luôn. Dương thần đi diệt yêu tà thì nó sẽ được nhiều đam hơn. Ui, không cần phải tối đa anh ơi. Em tầm này là em chơi hết nha. X3 lên phẹt cho sướng nào. Ấy. Ok luôn. 80 ức rồi. Quà xem nào. 5 tịnh bình thủy nữa này. Uầy, com cóp từng tí tịnh bình thủy một anh em ơi. 12 trên 31 rồi. Chỉ còn lại 1 tiếng rưỡi nữa thôi anh em ơi. 19 cái tịnh bình thủy nữa là được anh em nha. Thế thì bắt buộc mình phải vào gói siêu hời phát nữa thôi anh em ạ. Xài ơi. 30. Xác nhận này. Ok, 30 tịnh bình thủy anh em nhá. Trời luôn, all in luôn này anh em ơi. Rồi, tiếp tục. Hành trình lên lại là tiên thủ 16 anh em nhá. Tăng tốc luôn. Bây giờ thì chắc chắn là quỹ cấp tiên thủ của mình là sẽ có 3.150 đào nữa và 225 tịnh bình thủy. Ôi, giả nó bao nhiêu đây? 18 tiếng 45 phút anh em ơi. Căng nhờ, còn 28 nữa. Chơi game phải chờ đúng 1 tháng nữa mới chơi được tiếp anh em ơi. Vãi thật chứ. Thốn thực sự luôn anh em ạ. Rồi, thế bây giờ là mình có 5.700 đúng không? 5.700 đào. Giờ là chúng ta bắt đầu hành trình nha anh em ơi. Đấy, tự động nó nhảy lên linh bảo 2 sao luôn này anh em này. Ok đấy. Còn gì nữa không? Ngâm cứu kỹ chưa? Xong rồi. 5.700 đào. Xem được những trang bị gì xịn sói không nào. Liên kích bạo kích à. Thế thì chuyển sang bên này đi. Ra trận. Ui giời ơi, tách luôn. Cố lên. Hôm nay làm vài cái 3-4 sao cho chất chơi người rơi anh em nhá. Để xem ra được bao nhiêu trang bị 3-4 sao nào. Đây rồi. Quả đầu tiên 20,7% tăng lên 959.000 điểm lực chiến. Wow. Nó phải như thế chứ đúng không anh em. Perfect ngay. Wow. Tiếp tục né 103 vạn. Ôi dồi ôi. Tiên thụ gấp 15 mà khác. Nó cứ phải gọi là khác bọt anh em ạ. Yêu lực tăng ngầm mầm luôn. Đấy. Tiếp tục là còn món nữa nha. Như nào bên bạo kích anh em ơi. Nghe vẻ là cũng tăng nhiều lực chiến đấy. Đấy anh em thấy không? 268 vạn luôn này. Ui, 4 sao anh em ạ. Vãi nổi. Được nhờ. Ai luôn chứ còn gì nữa. Tự nhiên liên bạo của mình có một món ngon lành cái nào. Tha hồ mà đi đánh boss anh em ơi.
tự động phát. Anh em thấy không? Khi mà chúng ta lên tiêu thụ có 15 cái, ui giời, watch select liền. Ở lại liền kích. Được. Dương thần. Liên kích tăng người chiến không? Có này. À đây đây. Chỉ số tăng lên. Ui thay luôn, tội gì. Rồi, tiếp tục là nguyên thể với một vài né của mình. Có lên nào. Quá, nhưng mà tiên thủ cấp 15 là chặt được bao nhiêu ta? Hơi rồi, tiên thủ 17 mới mở được cơ. Vẫn cứ là 3 thể lực thôi anh em nhá. Rồi, chặt thôi. À, mình quên. Khiêu chiến yêu vương của mình đã khiêu chiến đâu. Thế này thì, à hình như ở trong cái phần tiên cung này hôm nay nó sẽ liên quan đến càn quét khiêu chiến yêu vương này anh em này. À không, chấn yêu tháp à. Ờ, ảo nhỉ. Cứ tưởng là liên quan đến khiêu chiến yêu vương cơ. Ok. Rồi, quay trở lại. Nốt khiêu chiến yêu vương. Cho đi hết luôn, hôm nay mới lên tiên thủ 15 cho nên là không cần phải tiếc. Xả hết anh em ạ. Ui, thế là mình có tận 6.800 đào nữa. Ui, hôm nay nữa mới mất có đâu 300 đào, 7.001 đào. Wow. Hút máu à, ui tăng nhiều lực chiến quá nhưng mà thôi. Linh bảo 3 sao đấy anh em ơi. Tiếc nhỉ. Chặt tiếp đi em ơi. Úi dồi, choáng à. Tăng hơi lực chiến nhưng mà thôi. Âm thân của mình biết đâu nó lại tăng được nhiều. À đấy, 759k này là cũng ngon đấy chứ. Đây luôn tội gì. Đấy, ba cái một phái của mình đều sàn sàn nhau từ hơn 2,8 ức đến 2,9 ức anh em nhá. Ôi, cố lên, hôm nay kiểu gì chả lên được 3 ức. Ôi vãi, 271 vạn luôn này. Ui giời ơi, 529k điểm tấn công. Ôi, ngon nhở, hơn tận đây gần 100k luôn. Ui thấy luôn nè. Ui sổi ôi anh em ơi, thấy không? Thêm một món nữa, tăng tận 384,46 vạn ưu lực và tất cả cái chỉ số tăng khủng khiếp luôn bởi vì tăng tận 10 level anh em ạ. Thêm một sao nữa, wow, món này quá xịn luôn anh em ơi. Thấy luôn, wow, lên 3,12 ức rồi anh em nhá. 2000 years later. Rồi, anh em ơi, như vậy là sau khi xả hết 7.000 đào, mình đã lên được 3,15 ức anh em nhá. Và có một số trang bị linh bảo 4 sao đây, ví dụ như món này được 19,7% này. Một món 3 sao, 2, 3, 4, 5 món 3 sao nha anh em. Còn lại thì 2 sao. Đấy cũng cải thiện được một chút. Tuy nhiên là mấy cái món 2 sao này mà nâng được thêm lên 3 sao, 4 sao nữa là phần trăm nó ngon là cái nào ngay. Đó, ok. Bây giờ né của mình đã lên được 300% rồi anh em nha. Ôi tuyệt vời. Nhưng mà nhạy bén của mình thì vẫn chỉ có 9.898 thôi. Chưa thể nào mà ép lên cao được hơn nha anh em. Ôi, cố gắng để lần sau có phần nào ép và nhạy bén thì mình sẽ ép sau anh em nha. Cả ba cái phân thân của mình thì đều được lên hơn 3 ức rồi anh em ơi. Đó, liên kết bạo kích cũng 3,18 ức này. Rồi thì choáng cũng 3,12 ức này anh em này. Wow, nhạy bén ở choáng là 10.001 là cũng được cái chứ nhờ. Choáng 310% luôn, ôi vãi nổi, không thể tin được anh em ạ. Ảo thật đấy. Ở đây là có liên bạo, xem là chỉ số bao nhiêu đây. Liên kích 136 thôi chết rồi. Liên kích mình không để ý xuống giảm hơi sâu, nhưng mà bạo kích lên tận 252%. Ôi, đáng lẽ ra liên kích lên tầm 108. Bạo kích lên tầm 200 là đi đánh boss là vừa đẹp nha. Thôi chết, để mình thử đánh dị thú xâm lược xem là sức sát thương gây ra nó còn ok không. 50 ức một phát này. 41 ức này. 51 ức này. 62 ức này, ô phát đấy nổ. Ô 61 ức này anh em này. Bảng xếp hạng. Đấy, mình biết ngay mà. Đáng lẽ ra quả liên kích đấy nó phải lên tầm 18%, à 180% á thì nó sẽ ngon lành hơn. Bạo kích lên 250% mà liên kích thấp quá thì cũng không ổn.